cây thiên lý bạn nhá. Cái loại thiên lý này là lá nhọn ạ, là cái loại mà siêu hoa và rất là nhiều hoa. Chúng ta có thể trồng cái cây thiên lý này để lấy bóng mát, giàn tre, đồng thời lấy hoa để xào thịt bò, tuyệt vời ạ. Các bạn có nhu cầu mua các cây thiên lý ạ thì có thể truy cập vào website nhà mình để đặt hàng www.thulatrees.com, hoặc là các bạn có thể gọi một trong hai cái số điện thoại trên màn hình ạ. Có bất kỳ nhu cầu về cây, về hoa nào ngoài cái cây thiên lý này thì bạn có thể vào trong đó để tìm về các cái sản phẩm cây hoa khác ạ. Mua ủng hộ giúp nhà mình. Cảm ơn các bạn.